Tối ngày 12 tháng 8, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh lực lượng chức năng đuổi theo một người đàn ông mắc COVID-19 do trốn khỏi khu cách ly. Lãnh đạo công an quận 3 cho biết, sự việc xảy ra khoảng 18 giờ ngày 12 tháng 8 tại giao lộ đường Cách mạng tháng 8, phường Võ Thị Sáu, quận 3. Tuy nhiên, lực lượng không truy đuổi mà chỉ hộ tống đảm bảo an toàn để bệnh nhân đi về nhà cách ly theo đề nghị của người này. Bệnh nhân trong clip sinh năm 1965, ngụ hẻm 156 đường Võ Văn Tần, quận 3. Trước đó, test nhanh thì phát hiện dương tính COVID-19, bệnh nhân đề nghị về nhà tự cách ly. Tuy nhiên, do trạng thái tinh thần căng thẳng nên quá trình di chuyển về nhà của ông có lực lượng địa phương và nhân viên y tế đi theo. Hiện tại bệnh nhân được giải quyết cho cách ly tại nhà, lực lượng địa phương đã phong tỏa chốt trực xung quanh khu vực này.